Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì như các bạn đã biết ha, thì Mercedes-Benz GLC hay còn gọi là GLC là một chiếc xe mà bán rất là nhiều của Mercedes-Benz Việt Nam. Và cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này cũng là một trong những cái chiếc xe mà được những anh chị khách hàng quan tâm và tìm kiếm rất là nhiều ha. Và hàng ngày bên Duy đều nhận được những cái cuộc gọi cũng như là những cái khách hàng đến showroom để mà xem cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 AMG này. Đó các bạn, thì trước đây thì các bạn đã biết ha, với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 thì có những cái phối màu, nội thất, ngoại thất cũng như là với những cái trang bị option như thế này. Thì với cái chiếc xe màu xanh bên cạnh Duy đây là một cái phiên bản coi như là nâng cấp trên chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 hay còn gọi là một cái phiên bản cho năm 2022. Thì bây giờ Duy cùng các bạn sẽ khám phá chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản 2022 này nó sẽ khác với cái phiên bản 2021 như thế nào ha. Và với giá bán là 2 tỷ 530 triệu cho cái phiên bản 2022 này, có nghĩa là nó sẽ đắt hơn 31 triệu so với phiên bản 2021. Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái chiếc xe 2021-2022 của Mercedes-Benz GLC 300 này nó sẽ như thế nào. Ok. Về phần tổng thể bên ngoài thì các bạn sẽ thấy là hầu như là đối với phiên bản 2022 với phiên bản 2021 cũng sẽ không có bất kỳ một cái sự khác biệt nào ở cái ngoại thất bên ngoài. Đó, các bạn sẽ thấy nè, vẫn là dạng thiết kế là logo to bản ở giữa nè, lưới tản nhiệt dạng viên kim cương nè, bộ mâm xe vẫn giữ nguyên thiết kế, không có thay đổi gì so với lại cái phiên bản 2021 ha. Nhưng khi mà chúng ta nhìn ở bên hông như thế này, các bạn sẽ dễ dàng phát hiện, bởi vì đây là hai cái chiếc xe mà nguyên bản các bạn chưa có được dán phim cách nhiệt hay là chưa được làm bất kỳ cái gì hết. Đây là hai cái xe mà vừa mới về showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng Minh Duy ha. Thì khi mà đứng bên hông chúng ta sẽ nhận biết được nè, cái đối với cái kính xe của chiếc xe GLC 300 phiên bản V1 hay còn gọi là phiên bản 2022 thì cái kính xe nó là kính trắng từ trước tới sau luôn các bạn nha. Đó, nhưng đối với cái phiên bản 2021 của chúng ta thì kính ở phía trước là kính cách âm và phía sau là kính cách nhiệt màu tối nè. Đó, chúng ta dễ dàng nhận biết. Đó các bạn thấy không? Thì về cái phần ngoại thất bên ngoài chủ yếu là chúng ta sẽ thấy được cái phần đó, nhưng mà nếu mà xe của chúng ta được trang bị dán phim cách nhiệt nữa thì Duy nghĩ là rất là khó để nhận biết. Đối với các trang thiết bị mà kính cách nhiệt ở phía sau cũng như là kính cách âm ở phía trước thì Duy nghĩ là đối với cái phiên bản 2022 thì Mercedes-Benz đã cắt giảm cái phần này ha. Đó, thay vào đó là Mercedes-Benz sẽ thêm vào cái option khác. Thì option khác như thế nào thì một lát nữa Duy sẽ cho các bạn xem. Nhưng đối với cái kính này các bạn thì Duy nghĩ là nó là một cái option rất là nhỏ thôi, cũng không phải cần thiết, bởi vì hầu như là tất cả những cái chiếc xe Mercedes-Benz bên Duy giao ra cho quý anh chị khách hàng thì quý anh chị khách hàng thông thường là sẽ chọn thêm cái dán phim cách nhiệt nữa. Cho nên Duy nghĩ là với cái kính mà màu tối ở phía sau như thế này nữa thì thật sự nó cũng không có cần thiết ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu để xem coi có gì khác biệt không các bạn. Thì thật ra là ở phía sau chúng ta cũng sẽ không có gì khác biệt luôn, cũng vẫn giữ nguyên cái thiết kế đó, bởi vì là ngoại thất của chúng ta vẫn được giữ nguyên mà. Nhưng chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản V1 này nó sẽ được nâng cấp lên là tính năng là đá cốp đó. Nhưng mà đối với phiên bản 2021 của chúng ta thì lại không có tính năng này. Thì đây là một cái tính năng mới mà Duy nghĩ là tất cả những anh chị khách hàng thì rất là thích cái tính năng này. Và
Trước đây các bạn là di giao rất là nhiều những chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300, thì thông thường các anh chị khách hàng thường là chọn cho mình là nâng cấp lên cái phần mà đá cốp như thế này. Thì đối với phiên bản V1 này thì lại không có cần phải là trang bị thêm nữa, mà Mercedes-Benz đã trang bị sẵn cho mình luôn ha. Đó, với tính năng đá cốp này thì nó rất là tiện lợi các bạn, trong những trường hợp mà chúng ta xách hai tay ha, nhiều hành lý ha, không thể nào mà mở cốp được, thì cái việc mà đá cốp rảnh tay này nó cũng cực kỳ là quan trọng, rất là hữu ích luôn. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào bên trong khoang nội thất xem cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC phiên bản mới này của chúng ta là có cái phần nâng cấp gì trong cái phần nội thất nha. Về phần nội thất á, các bạn sẽ dễ nhận thấy ha, là Mercedes-Benz GLC của chúng ta được trang bị là cái vô lăng dạng thể thao nè. Đó, thì đối với cái vô lăng thể thao đáy bằng như thế này thì Duy nghĩ là nó cực kỳ phù hợp với lại những anh chị khách hàng mà đam mê cái cảm giác lái thể thao ha, cũng như là với cái vô lăng này nó cũng sẽ nhìn đẹp hơn rất là nhiều đó, so với lại cái phiên bản mà 2021. Và một cái chi tiết nữa các bạn, là đối với cái phiên bản mới này thì Mercedes-Benz trang bị cho em nó là cái bộ ghế da màu nâu ha. Thì với bộ ghế da nâu da bò này các bạn, thì trước đây có rất là nhiều những anh chị ha quan tâm cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 và hỏi rất là nhiều về cái nội thất màu nâu da bò này đó, nhưng mà trước đây thì chúng ta lại không có cái tùy chọn đó đó, cho nên bây giờ Mercedes-Benz Việt Nam ha, hiểu được tâm lý của anh chị khách hàng, cũng như là thay thế vào đó là cái ghế xe màu nâu thay cho cái phiên bản là ghế màu kem trước đây đó. Thì các bạn biết rồi ha, cái ghế màu nâu này thì nó cũng sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều, cũng như là nó cũng sẽ không quá sáng mà cũng không quá tối nữa đó. Đây là một cái màu mà Duy nghĩ là cực kỳ phù hợp với điều kiện đường xá Việt Nam ha, với như là bụi bẩn coi như là mọi thứ thì nó sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều đó. Đây là một cái màu da mà Duy nghĩ là đối với bản thân Di thì Di cũng sẽ cực kỳ thích luôn. Nếu mà Di chọn mua cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC này, Di nghĩ chắc Di cũng sẽ chọn cái màu da là ghế màu nâu này. Còn lại thì hầu như là những cái phần trang thiết bị khác trên cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản V1 này nó cũng sẽ không có gì thay đổi lại so với là cái phiên bản trước đây. Thì thật ra là Mercedes-Benz lần này thì Di nghĩ là cắt giảm bớt cái kính cách nhiệt, cách âm cũng như là kính khoang sau màu tối, thay thế bằng những cái option này và điều chỉnh cái giá bán là tăng 31 triệu thì Di nghĩ là cực kỳ hợp lý luôn. Ok, vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem sự khác nhau giữa hai phiên bản là 2021 cũng như là phiên bản 2022. Thì để tìm hiểu rõ hơn về cái mẫu xe Mercedes-Benz GLC 300 này thì Di xin được phép là để cái link ở trên đó, các bạn có thể là xem kỹ lại ha, những cái tính năng, những cái option của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300, cũng như là với cái phiên bản này thì thật ra là Di thấy là Mercedes-Benz chỉ là thay đổi một chút xíu nhỏ option thôi các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì thật ra là đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản 2022 này thì Di nghĩ nó quá là đầy đủ option rồi. Với những cái trang bị lần này thì Di nghĩ là khó có thể là thêm thắt gì được cho cái phiên bản GLC 300 này nữa ha. Ok, thì bây giờ Di xin được phép kết thúc video clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di và số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.